Thưa quý vị và các bạn, trận lũ quét xảy ra vào tháng 6 năm 2019 đã gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân xã Bản Hồ, thị xã Giáp Ba. Đến nay hơn 60 hộ dân chịu ảnh hưởng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Trong khi mòn mỏi chờ cách hành xử có trách nhiệm từ phía doanh nghiệp thủy điện, thì nhiều hộ dân vẫn đang tự gồng mình để ổn định cuộc sống. Trận lũ quét hồi đầu tháng 6 năm 2019 đã cuốn trôi toàn bộ tài sản của gia đình anh Đào A Phòng, nhà cửa hư hỏng nặng, ước thiệt hại là hơn 1 tỷ đồng. Để sớm một định cuộc sống, anh đã phải đi vay mượn gần 500 triệu đồng để sửa chữa nhà cửa. Trong khi đó, cam kết của nhà máy thủy điện xử Pán 1 về việc hỗ trợ một phần thiệt hại cho gia đình thì không biết đến bao giờ mới được thực hiện. Đợt lũ 20 tháng 24 tháng 6 năm 2019 là một cái đợt lũ kinh hoàng là lần đầu tiên nhất ở trong này. Trong đợt lũ đã đi qua nhưng mà cuốn trôi hết toàn bộ tài sản của nhà cửa của bà con nhân dân. Đến giờ phút này công ty cũng chưa đến gặp và đối thoại với nhân dân về các phương án hỗ trợ khắc phục hậu quả mà ảnh hưởng rất là nhiều về cho bà con nhân dân thứ nhất là uh, tài sản, nhà cửa, tinh thần của nhân dân. Hiện công ty cổ phần xây dựng Việt Long mới chỉ tạm ứng cho thị xã Sapa số tiền hỗ trợ ban đầu là 700 triệu đồng để chi trả cho một số hộ dân bị mất nhà trong trận lũ. Về phía thị xã Sapa cũng đã phối hợp với Sở Công thương tiến hành thống kê thiệt hại để làm căn cứ hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên do nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, không xác minh được nguồn gốc nên phải mất rất nhiều thời gian huyện mới ra được phương án hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại với số tiền là trên 3,3 tỷ đồng. Theo đó, công ty cổ phần xây dựng Việt Long sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ 2 tỷ đồng, còn lại là trích từ nguồn phòng chống lụt bão của huyện và sự ủng hộ của các tổ chức khác. Theo chỉ đạo của Bán tỉnh thì là Ủy ban tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cái đơn vị nông liên quan của Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa để uh, thống nhất xác định cái phương án hỗ trợ cho các hộ dân và hiện tại thì Sở Công Thương đang báo cáo Ủy ban tỉnh đề xuất cái phương án và sau khi có uh, nhất trí bằng cái chủ trương ấy, bằng văn bản của Ủy ban tỉnh thì Ủy ban huyện Sa Pa sẽ xây dựng cái phương án để hỗ trợ cho các hộ dân. Trao đổi với phóng viên chương trình, ông Đào A Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Hồ cho biết, hiện nay bà con vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống. Trong khi đó, công ty thủy điện không chịu đền bù theo phương án của huyện. Người ta có 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 nói là nếu mà mà tình hình thiệt hại của bà con nhân dân mà dưới 1 tỷ thì bên uh, thủy điện người ta sẽ chấp nhận hỗ trợ. Còn trên 1 tỷ thì cần phải xem xét lại. Uh, bà con nhân dân cũng như cấp ủy chính quyền xã cũng không chấp nhận được những ý kiến trả lời như thế liên quan đến công ty cổ phần xây dựng về long hiện tại doanh nghiệp này tiến hành triển khai thi công dự án thủy điện bản hồ cũng nằm trên lưu vực của con suối mường hoa tuy nhiên việc triển khai dự án đang vấp phải sự phản đối từ phía người dân nguyên nhân chủ yếu từ việc công ty này vẫn chưa hỗ trợ tiền đền bù cho các hộ dân chịu thiệt hại